thôi, nhanh thôi. Mà mạ đó. Chào chú nhá. Ờ, nhà xe à? Bài là có cái này. Ờ. Cái gì lấy cái xẻng làm gì ấy? Lấy. Đẹp quá. Ok. Xin chào các anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Tam Giang Mạch. Mic ổn chưa chẳng? Rồi anh ạ. Hôm nay thì Tam Giang Mạch tiếp tục đến với nhà của em Xính để đóng biển và lắp nốt cái tivi. Tuy nhiên thì hôm nay là một cái chia sẻ, một cái niềm vui rất là lớn mà người mang đến niềm vui là anh Duy. Anh Duy thì đã đồng hành với anh em mình từ 2 năm trước, hơn 1 năm trước rồi. Đến năm nay là năm thứ 2, hơn 2 năm rồi. Là đây, anh Duy, anh Duy mang đồ đi, anh Duy mang đồ đấy. Đây, auto. Auto pa. Anh Duy thì đã đồng hành với anh em mình là hơn 2 năm rồi mọi người. Tất cả các chương trình làm mái, làm cửa, làm vâng làm đồ. Ui, ở trong nhà ấy thì là anh Duy đã đồng hành với các hoàn cảnh rất là nhiều rồi. Và trong thời gian tới thì bên cạnh những thước phim mà anh em mình không ghi hình được về các hoàn cảnh, khi mà mỗi khi anh Duy đến làm cơ khí thì cũng sẽ anh Duy cũng sẽ mở một kênh YouTube. Thì Tam Giang Mạch sẽ ghim cái kênh của anh Duy ở phía dưới bình luận để ôi giời oai đấy, xịn đấy. để cho tất cả mọi người cùng xem được cái hành trình của anh Duy. Thì hôm nay là một cái món quà. Mặc áo vào đi. Hôm nay là một cái món quà của anh Duy, là cái tủ bếp này mọi người, là anh Duy tặng. Anh Duy cất công là tự làm, tự đặt vật liệu tự làm, rồi là tự làm theo kích thước của bếp nhà em Xính, sau đó là tặng em Xính món quà tân gia. Thì để thay lời cảm ơn mà quý khán giả cũng như Tam Giác Mạch thân muốn gửi tới anh Duy thì mọi người có thể ghé vào cái kênh mà Tam Giác Mạch đang ghi ở phía dưới bình luận này này. Đấy. Sau đó là đăng ký kênh cũng như là xem những cái video anh Duy chia sẻ ở phía dưới nhé mọi người nhé. Xin chào khán giả và các mạnh thường quân đang theo dõi và ủng hộ cho kênh của em Hiệp Tam Giác Mạch. Cháu xin tự giới thiệu một đôi chút bản thân mình. Cháu tên Duy và hiện tại thì cháu đang được em Hiệp và các mạnh thường quân tin tưởng giao phó cho làm một số phần mái tôn và cửa của các hộ gia đình được kênh và được kênh và các mạnh thường quân giúp đỡ. Thì hôm nay anh em cháu lên đây là để tặng gia đình một cái tặng cho gia đình một chiếc tủ bát như thế này để em Xính đi vào sinh hoạt là sinh hoạt luôn. Từ. Và sau đây cháu xin giới thiệu qua đôi chút kích thước cũng như là công năng của chiếc chạn này. Chiếc chạn này thì cháu đóng với kích thước là 1m3. 1m3 cao là 50 phân và dày là 35 phân. Anh hướng dẫn luôn Xính là bên nào sử dụng như thế nào đi. Ok. Cái này thì thiết kế thì cháu thiết kế làm hai buồng, mỗi buồng chia làm hai sàn. Và sàn đầu tiên thì bên tay trái ở đây là dùng để đựng đồ thức ăn khô và thức ăn chín á. Còn cái sàn bên tay phải ở đây là dành để đựng bát đĩa. Cái chạn thế hiểu không Xính? Chỗ này nói chung là kích thước cái chạn này là cũng phù hợp với không gian bếp, sử dụng với gia đình 3-4 người là sử dụng vừa phù hợp.
Cái này nhá là để thức ăn này. Nó chỉ tàu tà cho honey này. Cho honey mà nê rua tàu mà cho honey. Bà bà. Từ từ nóng quá, anh phải cởi áo đã. Xem nào, anh thiết kế. Bây giờ chắc đang nấu nướng này anh em mình chắc liệu đã lắp được không? Nấu cơm xong đã nhỉ? Hoặc là ăn cơm xong thì lắp, hoặc là ăn lắp xong ăn cơm. Bây giờ gia đình đang nấu nướng cho nên là anh em chúng cháu chưa thể thi công lắp đặt được. Nên là quyết định là ăn cơm xong. Quá đẹp luôn đấy nhỉ, nếu cho vào đấy nhá, 1m2 để em xem phát xem nào. Đấy mọi người nhớ ủng hộ kênh của anh Duy nhá. Tao Giác Mạch sẽ ghi ở phía dưới bình luận đấy, mọi người có thể ghé vào đó. Đây là khoảng 3 tấm thì là 1m8, đây 1m2 này. Mét 2 với một nửa tấm nó là thành 60 là vừa zin luôn. Mét 3 là đủ. Vừa zin chỗ này luôn. Đấy, tí nữa chân của nó sẽ nằm ở đây. Đúng rồi. Chân mắt ở đây. Vừa khít luôn nhỉ. Rồi thế thì ăn cơm xong lắp vậy mọi người ạ. Bây giờ là lắp cái biển đã. Cái chiều đấy. Cái này ai làm đây? Thành ơi. Cái này ai làm ấy? Em thôi. Tự làm à? Đẹp nhỉ? Ui, mới sơn à? Bên kia vừa mới sơn, bên này hết. Cái này chắc hôm nay đổ xi măng hết chứ? Chưa. Còn đất hả? Thì cho vào nó thì chắc vào đường. Cái này làm cho nó trang trí gọi là đẹp thôi mọi người. Còn thực tế là để cho các cháu chơi nó cũng an toàn hơn, vì chỗ này nó hơi cao một tí. Chỗ này thì ok rồi. Đấy. Hôm nay đóng biển nhá, đóng biển treo biển của nhà Xính ở chỗ nào rồi nhỉ? Hả? Cho từ. Anh em mình thì đặt cái biển từ mùng 5 rồi. Tuy nhiên thì đến hôm nay mới bắt đầu là đóng. Bảo anh làm quảng cáo là khun sảng lại viết là khu sảng. Đấy, bảo là em phà thì lại viết là em hòa. Anh Sơn à, anh Sơn. Bảo là phà đúng không? Theo anh thì treo khoảng này hợp lý ấy. À. Đúng chỗ này. Cho nó sáng nhà luôn nhỉ. Ui khít luôn. Không vướng cái gì. Đóng cửa mở cửa không vướng. Đấy. Cho vừa đẹp luôn, có đinh mà, để đóng vào cho để anh lấy ít đinh bê tông anh đóng. Đây có anh, em có mà, hôm nay em xin rồi. Đinh này vừa đẹp, bốn cái đinh của anh hơi dài. Bắn khâu đúng không? Tiếp còn đinh. Ôi ngược. Hả? Anh để xem bên này nó. Bên này đẹp nhất rồi. Bên kia bên này đẹp hơn đấy. Đúng rồi, anh đóng đi. Đẹp. Được chưa? Nhìn cái khoảng cách này đều chưa trọng. Từ từ anh bỏ đóng, anh bỏ cửa. Đóng cửa vào xong là. Như này thì lúc mở cửa nó bị che mất. Cứ như thế đi. Đấy. Cho vào xem được. Vừa cửa là đẹp. Rồi, ok. Nó theo mạch luôn mà anh, chuẩn mạch luôn mà. Anh em thợ làm là chuẩn này, nhìn là biết này. Zin đét luôn. Không bên nào là bị thừa cả. Có học được chữ nào đâu mà biết đúng không? Cái này là để treo vào để cho mình nhớ là các nhà hảo tâm là giúp đỡ mình làm được căn nhà thế này. Tập thể các nhà hảo tâm trên kênh Tam Giác Mạch tặng ngôi nhà em Hòa Xính Thọt đấy. Đấy, rất đẹp. Bây giờ là chính thức là nhà là của em, không còn ai có thể động chạm vào đây cả. Cái bên này là làm gì hả Thanh? Cái nhà nhỏ nhỏ bên này này. À, nấu cám lợn à? À, em làm cho à? Ôi dồi, sướng thế nhỉ, anh Giai làm cho hết. Bây giờ là đầy đủ rồi. À, hôm nay thì anh em mình sẽ dùng cơm với cả gia đình. Sau đó là sẽ cùng với anh Duy là bắn nốt cái tủ hoàn thiện cho nhà em Xính. À, thật ra thì cũng có một số bác là gửi tiền. Tuy nhiên thì bản thân anh Duy là đề xuất với kênh là
có một món quà gửi tặng cho gia đình. Cho gia đình em xính thọ đấy mọi người ạ. Là bây giờ còn thiếu hôm nọ thì có bà Quỳ, bà có dặn tao ra mạch là gửi 500.000 để mua cái chạn bếp. Tuy nhiên thì cũng chưa thấy đến. Hôm nay thì món quà của anh Duy là khiến là các cáo và là căn bếp là thêm sinh động và đầy đủ hơn. Nếu như mà cô ba anh chị nào mà hỗ trợ một khoảng 1,5 triệu thì anh em mình sẽ mua cái tủ cho nhà xính thọt nữa, cái tủ quần áo đấy là đầy đủ luôn. Đấy. Xanh, luôn đi học hai ấy nhỉ? Lu tủ, mà tủ từ lâu rồi, pu còn xưa. Ừ. Chín luôn nhỉ? Ấy chả mà chảy luôn đi mừng. Xin lỗi, cảm ơn anh. Ý chả mà có hỏi tí của tỷ lào. Hãy ấy có cho xanh. Là tao. Với cái món quà này thì anh em mình chỉ muốn là mọi người cũng sẽ dõi theo hành trình của anh Duy. Bởi vì trong thời gian tới thì giả dụ như chương trình ở xa, anh em mình công việc chưa đến triển khai hay là tham gia được. Anh xin. Thì anh Duy cũng sẽ chủ động ghi hình và chia sẻ lên kênh của anh Duy. Thì mọi thông tin là anh em mình sẽ ghi ở phía dưới phần mô tả này, phần bình luận đấy mọi người ạ. Có thể ghé để ủng hộ anh Duy nhé. Thì coi như là một lời cảm ơn của quý khán giả dành cho bản thân anh Duy. À, uống nước đi chú. Uống nước xong ăn cơm đã xong lắp xong. Dạ vâng. Luật. Không tập của có mặt đẻ bó hả Sơn Hình? Cái này hình giả gỗ đẹp. Nhìn như tủ gỗ nhờ. Cái này nó chịu nước, chịu ấy được. Xịn sò luôn. Còn cái này là lắp nhá, Thành ơi, anh mua cái này cho chuẩn rồi. Lắp được đầu chảo rồi. 100.000. Anh mang lên đây anh lấy 150.000. Nhưng mà bao giờ bọn em giàu thì anh lấy, còn bây giờ thì anh không lấy. Đây, cái này là vừa cái đầu ấy rồi. Đây, vừa. Đây, như này là vừa rồi. Đấy. Cái đầu an viên nó lại đúng cái đầu mất tiền gói cước thì nó dùng cái đầu xịn mọi người ạ. Còn chảo lậu thì nó là gói mặc định thì nó có mỗi tí thôi. Xem hôm nay gia đình đãi anh em mình món gì đây. Thịt lợn đen, rau cải xào và bắp cải luộc. Không, bắp cải không cần rửa đâu, bỏ cái lá ngoài ra là nó sạch rồi mà. Cái ống ở ngoài nhá, hôm nào mà em có cưa hay là ấy thì em tự làm đi, cắt bớt đi. Để nó trẻ con động vào nó đỡ gãy. Không động vào lại gãy đi. Cái này đường nước ở trong tường nó chạy như nào thế? Đường nước anh? Đường nước em lắp ấy mà. Nó chạy từ đâu ấy? Hay chạy thẳng ra từ ngoài vào? Đây. Chiều cái đường khoan ấy sợ nó vào ống nước. Đấy chậm lắp ấy nhưng mà lắp rời thôi mà. Cái này thì để đây không quá cao đâu nhỉ? Như này mình người lớn được. Được. Không, bởi vì nếu khoan như này sợ nó vỡ thì còn để đặt chân ở đây luôn thoải mái. Chỗ này rất tầm 60 phân là vừa đẹp rồi. Đấy. Bởi vì là cái chạn này nếu treo thấp quá thì lúc rửa bát vướng nó sẽ vướng. Vừa mà nó xấu. Ngẩng lên tí đã cộc cạch cái rồi, thẩm mỹ nó xấu. Đây là hoàn thiện rồi đấy. Đi vào sinh hoạt rất là ngon lành rồi. Thương người sản xuất thôi đúng không? Đúng. Rồi, không bao biện cho cái nghiện của mình. Không nghĩ nó. Làm gì nó sản xuất ra là mình cho mình hút. Rồi, nhất trí. Một tiên mong là chất bằng gì? Chất bằng gì? Lấy bắp lên kia, mở hai cái bắp lên. Mùi bắp lắm. Ở nhà xính lại không có quả chanh nhỉ? Chỉ có nhà ăn tổ đó. Nhà ăn tổ mới có, mình đã trồng luôn, không trồng lên được. Đất này không hợp với chanh lắm. Đúng rồi. Nấu ăn là mình mở cửa ra không, nhà nó mùi lắm. Đây là toàn bộ bữa cơm hôm nay là một mình anh Thành là làm bếp trưởng các bác nha. Hôm nay không được gì. Đúng, có cay và rau rồi mà không có gì nữa. Tôi đấy mê mê, anh mua ở chợ, anh mua đâu đấy? Anh mua chợ mà.
em tưởng em ai mua đấy. Hát tổng có chó ghê. 550 đó. 550 à? 550 mà làm mình lại quen thằng kia nó mới bán rồi. Bạn đấy là giá anh em là 550 rồi. Nó còn không cho cái dây xích cho mình nữa. Giờ tính tiền thêm cả dây xích nữa. Thế được ăn với chú luôn nhỉ, ăn với ta luôn, không có gì xấu hổ cả. Một hôm mai tới nó ngon. Yêu bà chị về đi, chị về ăn cơm. Ăn một phố ớt liền. Là nó gì đây? Vợ đó. Vợ đi vợ con là lúa. À, vợ bà con là lúa. Cô kia ở trên loa là sàn là nhà con. Vợ anh thầy cũng để khó nhỉ. Làm suốt, đường lo làm, chứ còn làm lần nào tôi mới làm. Lấy phụ nữ thì mông nó phải thế. Đi vừa một số là mình đi hộ cô xong là sau đấy tìm tiền làm lại. Ông cũng đánh thăm bằng rồi. Bây giờ cứ lắp từ bằng này đâu không? Bằng rồi mà, tại vì cơ ông ngàn. Hàng hoài mà. Sợi, không lợi tí nào luôn. Bằng luôn. Xin đón đón nhà vệ sinh rồi đi. Đóng đóng cửa đi. Thế cửa. Bằng luôn. Cái này em tự làm nên là những cái này nó đầy đủ hơn. Em đi mua nó chả đủ đâu. Mà anh đi mua nó cũng không dùng được anh ạ. Nó không phù hợp với cái này. Ui. Làm mình hạn chế cháo rồi. Mua làm sẵn thì nó yếu. Đúng là cái ăn sẵn thì không bao giờ bằng cái cái mình tự làm. Này máy đo cân bằng này. Là đẹp. Máy kiểu là nó có bốn đèn sáng vậy. Hay sợ. Máy xịn đấy. Nhiều hộp ấy. Là biết nó xịn rồi. Ngoài bên nhìn cái hộp của nó, cái cạnh cao su là xịn rồi. Cứ cho bằng cái này vào. Nói chung là cứ cho bằng cái mét này, bọn chung kia nó cháy cây, mất mất nó khó. Cái này chạy chết. Đúng là chuyên nghiệp. Có bút luôn. Được. Bên mình phải lấy đinh vạch cách chưa. Nghề nó khác chứ, không phải nghề nó khác chứ. Điều này nó khác thật. Đúng chuẩn nó là ốc cái này. Cái này nó tối đa được khoảng 4 tạ rưỡi. Vâng. Nhưng mà chặn mình có lúc phun thì cũng không thể đến.
là sao đủ một tạ đúng không? Chắc được 20 cân rồi. Bạn đấy thôi. Bạn đấy là nhiều đó. Ở level chuyên nghiệp nó khác. Cái màu là đúng ra là nó không không quá sáng, không sợ bẩn đâu. Gỗ so với mình để cái chạm vào dưới đất thế này là nó xa hơn nhiều. Dùng cho nó chi để chi à. Hai cái thì chắc thoải mái, hai con thoải mái. Cái này nó chỉ giữ nó còn đủ mà nó chịu được chân hết rồi. Bây giờ đây có ai làm đâu đúng không? Không bảo xính là sửa xe thôi. Người ta không chuyên thế này ấy. Bây giờ bà con người ta đa số là đi xuống mua dưới một duệ thôi, chứ ở đây người ta không có đâu. Theo anh Duy làm dày quá, qua hơi khó. Không dày thì yếu, mà dày thì hơi khó quan. Này anh cho dày quá. Ok,
dịch sang bằng mép bên này đi. Dịch sang bằng mép bên này bên này. Ok. Rồi. Nét luôn. Luôn nhé. Cái này xinh vẫn tới nhỉ? Thoải mái. Đầu nó còn cao đến đây. Khoan nước ra ngoài đi. Bỏ ra ngoài đã. Khoan. Khoan đã. Mấy con nở vàng đấy. Để đi luôn đấy. Có chặt anh hay không đi. Đấy. Thế này. Cái này khi nào nấu ăn thì mở ra nhé. Bếp với lại nồi thì sau khi mình nấu ăn xong thì mình mới rua đi nhé. Cái này thì đổ cho vào bát rồi rua đi. Mê ly luôn. Nào, xin cho họ quay lên chụp kiểu ảnh đúng không? Tầm này thoải mái. Này, ví dụ mình muốn nó dài ngắn thì mình một cái dây vào nới ra rồi. Đấy. Cảm giác cái nở vàng nó chắc hơn đúng không anh? Nó kiểu như là không mềm, nở trắng nó mềm lắm. Cứng hơn dai. Nở vàng này nó cứng hơn. Nó tặc hơn. Loan luôn luôn nó liên này. Gái xứng bẩn này nhớ bỏ anh xứng giặt đi. Giúp gọn chăn màn nó nhá. Xính lúc nào ngủ xong thì gấp chăn vào nhá xính nhá. Chăn này, chăn màn gấp vào. Em đừng để như thế, nghĩa là mình ngủ dậy là mình gấp chăn vào nhá. Đây vẫn là phòng để đồ thôi. Đây là vẫn là vào phòng để đồ, chưa có gì đâu. Phòng bàn của sao thế? Vẫn là để đồ đó mà, chưa đang ngủ đây. Giường nan che này bọc kẹp. Giường này tự đóng mà. Rất mát, rất hết mà. Ông nào mà béo nhanh hiểu thì sợ hơi nguy hiểm đấy. Lên nó ọp ào kìa. Tiếng rung lắc các kiểu. Ok. Bật đây. Bật mạng. Bật vào người đó. Người đó. Chưa thử đã. Xíu rồi, lo, phải đây là anh Duy hướng dẫn nè. Từ. Nào, vào đây nào, phải là anh Duy hướng dẫn nè. Thưa quý khán giả, anh em chúng cháu đã hoàn thành xong quá trình lắp đặt. Rất đẹp. Để đi vào sử dụng. Và bây giờ là bàn giao cho em Xính. Đấy, vừa đấy là công cách sử dụng anh hướng dẫn qua đấy. Cái này là để bát đĩa nhá. Ngăn dưới này là cái này ngăn dưới này để bát này, ngăn trên này úp đĩa này. Lấy bát đĩa đây xem nào, cho vào luôn. Hôm nay cháu tính là mua thêm một cái giỏ đũa nữa, nhưng mà đi vội quá nên anh em đã quên.
chưa mua được, để lần sau mà mua. Đây nè. Đấy. Đĩa ở đây. Đấy, để nó ốp từng cái một, mỗi một cái này là một cái đĩa phải không? Hai cái cũng được. Nếu mà có nhiều bát đĩa thì đút hai cái cũng được. Còn bây giờ nhà sánh là chưa bị mất đồn đà hay mấy. Bát thì úp như này nhá. Đấy, xong rồi cứ cái sau trồng cái xem trước. Không mai là đặt to cái này tí nữa dọn thì cho vào trong gầm này cho nó gọn này, để những cái đồ linh tinh gì đấy. Hôm nay tính là mua cho em một cái giỏ đũa nữa, nhưng mà trong quá trình đi nó nhiều đồ đoàn quá cũng quên mất. Thôi để hôm nào có thời gian vào đây nữa thì anh sẽ mua tặng em một cái giỏ đũa nữa. Anh em mình đến nhà uống nước nhỉ? Chơi hỏi đi, không chơi rồi. Chơi à? Qua anh Thành, hôm qua em có gọi điện cho anh Thành bảo là đo em xem là cái giá bát ở bên nào ấy. Anh Thành ông lại sợ là phải mất tiền. Ông bảo không, em bảo hỏi anh Di là anh bảo là em bảo là thế anh bảo anh Di là hộp cho hay là anh cắt làm cho, nhưng anh làm cho em không có tiền đâu. Anh bảo là thế em không có tiền giả đâu, thế là anh mới bảo là cái này là anh làm tặng cho Xính, bởi vì trong quá trình anh em làm từ thiện đây thì thiện nguyện thì nhiều cái anh cũng muốn anh đóng góp một món quà mấy nhỏ chưa Xính thì mấy anh của bản thân anh dành cho cái gì đó tôi nhỏ rồi. Cảm ơn. Có thể là những hoàn cảnh tiếp theo thì trên kênh thì anh em cháu sẽ dành tặng một thứ nên, gì đó có thể là cái trang hoặc cái trường á, đóng góp một chút công sức để đầy đủ hơn, đầy đủ cho các em vào sử dụng sinh hoạt. Nước trắng nước bé bỏ bỏ hết thì được không, tân gia đấy. Thế là xong rồi nhá Xính nhá. Thế là bây giờ em chỉ có việc xử lý cuộc sống. À bây giờ để anh Xính nói lời cảm ơn tới anh Di xem nào, có biết nói lời cảm ơn hay hay gì không? Cảm ơn anh Di. Cảm ơn anh Di. Cảm ơn nhá. Em cảm ơn anh Di nhá. Đúng không? Nói lại đi. Nói lại là em cảm ơn anh Di. Em cảm ơn anh Di. Đấy. Chúc anh Di lúc nào cũng phải đông khách. Nhớ. Cảm ơn nhá. Cố gắng ổn định cuộc sống nhá. Bây giờ lấy vợ nhớ mời anh là được. Anh em mở nước vào đi. Em mời anh có nước chả có gì đâu. Hôm nay anh lại mang cái chạm bát lát cho cả Xính nữa thì Xính sướng rồi cái gì đấy. Cảm ơn anh Thành nhá. Cảm ơn anh nhá. Uống nước chú ơi. Uống nước à? Gia đình của em Xính là anh em mình vừa nói đấy là vừa đầy đủ mà vừa đẹp. Cũng không phải là tịnh nạnh với các hoàn cảnh khác hay là so sánh đâu, nhưng mà thật sự là với mỗi hoàn cảnh thì tình cảm của mọi người, của các nhà hảo tâm, của anh em dành cho lại khác nhau. Nên là như nhà Xính mái hiên ngon lành, rồi là chạm bát anh Duy tặng này, sau đó là có cả giường, có cả tivi, đầu chảo đầy đủ hết. Thì thật sự là kênh cũng rất là vui, bởi vì là trong cái hành trình mình đi thì có luôn luôn có anh em, có các bạn, có các nhà hảo tâm đồng hành và hỗ trợ. Thì cũng chỉ biết chúc mừng em Xính và cảm ơn anh Duy đã hỗ trợ có một cái món quà rất là lớn cho gia đình như thế để đầy đủ rồi. Thì hy vọng rằng là mọi người sẽ đồng hành với hành trình của anh em mình hơn nữa. Trong thời gian còn nhà tụa điếc, nhà lúa, nhà Xính một mắt thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ tiếp tục thấy cái hành trình của anh Duy đồng hành với anh em mình để hoàn thiện các cái hạng mục. Còn bây giờ thì anh em mình xin phép là dừng cái video này. Một lần nữa là chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái nội dung tiếp theo. Xin chào.